Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh yếu đi tạo đà cho nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ tăng dần. Nắng sớm nhưng cường độ nắng thì không mạnh nên nhiệt độ tăng từ từ. Cao nhất trong ngày ở toàn miền Bắc dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, trời vẫn còn hanh khô do độ ẩm ban trưa thấp dưới 50%. Về đêm, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì trạng thái mây nhiều, sáng sớm có sương mù nhẹ. Mức nhiệt thấp nhất ở vùng núi dao động từ 15 đến 17 độ, tại khu vực Trung Du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ ở mức cao từ 18 đến 21 độ. Khối không khí lạnh yếu đi khiến cho những cơn mưa ở miền Trung cũng giảm. Sang hôm nay, trên toàn khu vực cũng có nắng từ sớm, tuy nhiên do thời gian nắng ở các khu vực Trung Bộ là khác nhau nên nhiệt độ cũng không đều. Với các tỉnh phía Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nắng yếu nên nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng xuôi xuống đến Bình Thuận, nắng sớm hơn, cường độ nắng cũng mạnh hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động trong mức từ 30 đến 32 độ. Về đêm, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục se lạnh với mức nhiệt từ 20 đến 22 độ. Dự báo từ ngày 9 tháng 11, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, gây ra một đợt mưa vừa có nơi mưa to cho các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Ở phía Nam, hình thế gây mưa những ngày qua là rãnh thấp xích đạo cũng đã yếu đi, vì thế trong hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh ráo và có nắng sớm, nên nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 29 đến 31 độ. Tại Nam Bộ mức nhiệt trong khoảng từ 31 đến 33 độ, cục bộ có một số nơi ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao trên 33 độ. Về chiều và tối, tại khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ có mưa và mưa rào nhẹ, nhưng lượng mưa thì chỉ dưới 10 mm. Trên biển, theo mô hình dự báo Hải quân Hoa Kỳ GPS, từ khoảng ngày 20 tháng 11, trên vùng biển Philippines có khả năng xuất hiện một cơn bão với tên gọi là Yamaniko. Bão sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đổ bộ vào đất liền Philippines, rồi tiến vào biển Đông nước ta. Mặc dù vậy, do thời gian dự báo còn khá xa, độ chính xác thì chưa cao, diễn biến của bão sẽ còn thay đổi nhiều, nên cần theo dõi thêm trong thời gian tới.